Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 4/20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Câu 401. Khi hở nay xuất sai的时候, 你住在什么地方? Khi ở nội xuất sai的时候, 你住在什么地方? Nghĩa là khi bạn đi Hà Nội công tác, chú sai là công tác. Đi trú trai sống tức là bạn sống ở chỗ nào, bạn sống ở đâu. Câu 402 Wò trú trai ABC lùi tiên Wò trú trai ABC lùi tiên Lùi tiên là khách sạn, tôi sống ở khách sạn ABC. Lùi tiên chúng ta cũng có một từ khác tương đương đó là lũy QUÀN. Câu 403 Chỉnh quên, nì giá trai nả lì Xin quên là xin hỏi Nì cha trái nã lì Nhà bạn ở đâu Câu 404 Ủa cha trái Rồn thay xẻ lù sửa ho Nhà tôi ở Rồn thay xẻ lù là đường Nguyễn Thái Học Sửa ho là số 12 là, Nhà tôi ở số 12 đường Nguyễn Thái Học Ủa cha trái Rồn thay xẻ lù sửa ho Câu 405 Xin quên Nì trú trái tôi sở hào phán gián. Xin quên nhị tru trai tua sò hào phản gen xin hỏi bạn sống ở phòng số mấy tua sò hào là số bao nhiêu tức là số mấy câu bốn trăm lẻ sáu bò tru trai san lĩnh ơ hào phản gen Wò tru trai tôi sống ở san lĩnh ơ hào phản gen phòng ba lẻ hai câu bốn trăm lẻ bảy dùi thỉn là huờn minh sĩ sơ chuyên thú sư quản ba dùi ừ thỉn là là mưa tạnh rồi thiển là tạnh nếu đối với xe thì là dừng hoặc là ngừng lại quả mình sĩ sớ chúng ta cưỡi xe hay là nếu xe đạp thì chúng ta đạp xe chúng ta đạp xe đi thư viện nhé quả mình sĩ sớ suy thủ xu quản và câu 408 họ nghĩ tầng nghĩ xe sĩ trai suy bà họ nghĩ tầng xe Vâng bạn chờ một chút của sĩ giàu lên trai suy bà Tôi tắm xong rồi hãy đi nhé. Trai ở đây có nghĩa là rồi hãy. Rồi hãy đi nhé. Câu 409 Nì sáng suy thủ su quản ma đi sáng suy thủ su quản ma Bạn thường đi thư viện không? Sáng suy Wò sáng suy che su Thường đi Tôi thường đi mượn sách về sáng chai na lì khan su về sáng chai na lì khan su Và cũng thường ở đó xem sách Câu 411 Chín thiên ní chẩm mơ Chỉ tơ trơ mơ

Nị Bạn muốn vào thành phố để làm gì can Mình cũng có thể hỏi là cho Câu 414 Wò tai là tôi dẫn con Chuy là đi mua đồ thể thao Đồ thể dục thể thao đấy Miễn thiên chưa khai là Ngày mai là tự trường rồi Wò tai y Miễn thiên Câu 415 Xin quên nỉ xì hoan sấm mò hoa Xin quên nỉ xì hoan sấm mò hoa Xin hỏi bạn thích hoa gì? Câu 416 Wò hẳn xì hoan lãnh hoa Hở mấy quê hoa Nì nó Wò hẳn xì hoan lãnh hoa Tôi rất thích hoa lan Hở mấy quê hoa Và hoa hồng Nì nó còn bạn Wò xì hoan sang rưa khuẩy xì quáán sen rừa khỏe tôi thích hoa hướng dương sen rừa khỏe là hoa hướng dương câu 418 chị quên si cung di nạ lì si c cũng là Sài Gòn si cung di doanh là bệnh viện Sài Gòn chị quên siung di nạ lì xin hỏi bệnh viện Sài Gòn ở đâu tôi bố chị của Put to tôi bố chỉ của Put xin lỗi tôi không biết

xin suy trầm mơ trộn xin hỏi đi chợ đêm thì đi làm sao vậy đi bằng cách đi hướng nào đi bằng cách nào đó câu 423 trăm hai mươi ba nị di trữ hoàng xén rộ nị di trữ hoàng xén rộ di trữ là cứ hoàng xén rộ là hướng về phía trước mà đi có nghĩa là đi về phía trước bạn cứ đi về phía trước to sử chữa lưu khổ sử chữa lưu khổ là ngã tư to sử chữ lưu khổ là đến ngã tư Hoàng vô quại hướng về bên phải quẹo tức là quẹo phải. Hoàng vô quại chưa to là thì đến thì sẽ đến. Bạn di đi hoàng đến, rộ, ngã sử dư lưu rồi hoàng đến ngã tư là Câu 424. tư quên là đến ngã tư rồi là ma? ngã quên trơ là đến sư tư rồi ma? Xin hỏi chiếc xe này là xe của bạn, phải không? Sư nị tư rồi ma? tắt đi đấy câu 425 bố sơ, không phải water tơ sơ là không phải water cái xe của tôi là màu đen là xe màu đen bốn sơ hủng không phải là xe màu đỏ câu 426 thiên số so, xe sinh à suy hở này thiên số so, xe sinh à suy hở này nghe nói tuần sau anh đi hà nội hoặc là nghe nói tuần sau anh đi hà nội à

câu 429 trăm hai bỉ hòa mình trở lì khải nè thiên số là nghe nói bỉ hòa lì so với chỗ chúng ta đây bỉ hòa mình trở lì hải nà, còn nóng hơn nữa như vậy là nghe nói còn nóng hơn ở chỗ chúng ta đây nữa câu 430 trăm ba mươi quảng sen sơn niệm sấm ở sử hồ su sai sơn sơn thưa ông vương sai khi nào thì ông đi công tác vậy xe cơ sinh sĩ ơ xinh xí ơ là thứ ba xe cơ sinh sĩ ơ là thứ ba tuần sau câu 432 tôi bố chỉ, tôi phản đối với cái kế hoạch kế hoạch là kế hoạch phản đối với cái kế hoạch là phản đối kế hoạch này tôi bố chỉ, tôi phản đối với cái kế hoạch xin lỗi tôi phản đối kế hoạch này câu 433 Bu quản ní chấm phản tuệ Bu quản là bất kể cho dù Bu quản ní chấm phản tuệ bất kể là anh phản đối thế nào Quả dễ dĩ tinh giao cho Quả dễ dĩ tinh giao cho tôi cũng nhất định phải làm dĩ tinh giao cho Câu 434 Trời trên mẫu dĩ tờ gian sờ khởi diễn sơ tôi hẳn hò khan Yang là kiểu dáng, diễn sơ là màu sắc. Trời gian mẫu hở sơ, tôi hình Khan Như vậy mình dịch là kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo len này đều rất đẹp, tôi hình họ Khan Câu 435是吗 ma Chỗ hoàn của Thật không, chỗ hoàn tức là chỗ tiên hoàng sang Tối hôm qua

sống khi nào thì đến thành phố hồ chí minh tao tả là đến một địa điểm câu 437, trăm ba mươi bảy ba trung ngủ vậy mình dịch từ đằng sau dịch lại là mười hai giờ rưỡi trưa ngày mười lăm tháng tám câu 438 miễn thiên dụ cơ su pháp triển lạn su phà là thư pháp su pháp triển lạn là cái kỳ triển lãm thư pháp ngày mai có một cái cuộc triển lãm thư pháp nỉ sàng kênh hòa suy khan ma nỉ sàng kênh hòa suy khan ma bạn có muốn cùng tôi đi xem không tức là bạn có muốn đi xem với tôi không miễn thiên dụ cơ su pháp triển lạn nỉ sàng kênh hòa suy khan ma câu 439 trăm ba mươi tôi bu

Wǒ zhǎo jiù zuò wǎn là. Nếu mình nói là wǒ zuò wǎn là tôi làm xong rồi. Còn zhǎo jiù là từ lâu đã, từ sớm đã, như vậy là tôi làm xong từ lâu rồi. Wǒ zhǎo jiù zuò wǎn là. Câu 442. Jīn tiān tiān qī tái rè là. Jīn tiān tiān là, wǒ mén xù Hôm nay thời tiết nóng quá, tái là, wǒ mén xù yǒu yǒng bā. Chúng ta đi bơi đi, chúng ta đi bơi nhé.

Chín sư, xe thiên, xe là mưa, xe thiên là ngày mưa, hôm nay là ngày mưa. Nì chơi tốt nhất. bà. Tốt nhất là anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Câu 445 Bù xỉn, của dầu chỉ sư, tôi phê đi bù khở. xỉn là không được, của dầu chỉ tôi có việc gấp, chỉ sư là việc gấp. Ủa phê chi bu khở tôi không đi là không được đâu Phê cái gì đó bu khở tức là không làm cái việc đó là không được Ủa phê chi bu không đi là không được Câu 446 Nì sâu to quảng chiến lì tới email là mà Nì sâu to quảng chiến lì tới email là mà Email là email Sâu to là nhận được Như vậy là anh nhận được email của giám đốc Vương chưa Nì sâu to quảng chiến lì tới email là mà Mấy giờ? Chưa, mấy giờ là chưa. Dĩ huê của chú kể thá tả tiếng hoa. Dĩ huê của chú kể thá tả tiếng hoa. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy kể thá tả tiếng hoa. Câu 448. Chuyện quên, nì qua Thái quán mà? Chuyện quên, qua Thái quán mà? Xin hỏi bạn từng đi Đài Loan chưa? Chú qua là từng đi từ cua này đứng sau động từ để chỉ cái việc gì từng xảy ra rồi. Bạn từng đi Đài Loan chưa? Câu 449. Wo qu qua hào tố xưa là. qua hào tố xưa là. Hào tố xưa, xưa là bằng với hình tố xưa. Rất nhiều lần. Như vậy là tôi từng đi rất nhiều lần rồi. Câu 450. Thái quan tờ phân triển trầm mấy Giang Phân triển là phong cảnh. Thái quan tờ phân triển trầm mấy Giang Phong cảnh của Đài Loan thế nào? Thái quán ta phân triển hẳn mệ. Thái quán ta phân triển hẳn Phong cảnh của Đài Loan rất đẹp. Hẳn mệ tức là hình phèo lèng. Câu 452 Trơ dĩ sơ, nì truy rư bằng tô chiều. Trơ dĩ sơ có nghĩa là trơ Lần này, chữ ý mình không nói thì thôi. Nì truy rư bằng tô chiều. Bạn đi Nhật bao lâu? Câu 453 Ta cai lẻng cơ sinh

mức sống của người dân Việt Nam của Thái Có là không cao lắm, chưa cao lắm. Câu 456 Dì sẽ nì trai nả lì sẽ trúng quẩn đà. Dì sẽ là trước đây bạn ở đâu mà học tiếng Hoa vậy? Tức là bạn học tiếng Hoa ở đâu vậy? Trong tiếng Hoa phải ở đâu mới làm gì? Trai nả lì sẽ trúng quẩn câu 457 của trai sư bảy, ta sẽ trung si sẽ là khoa trung văn sư ta sẽ là đại học sư phạm như sư ta sẽ si là khoa trung văn của đại học sư phạm của trai sư ta sẽ si tôi học ở khoa trung của đại học sư phạm đấy câu 458 trăm năm mươi tám hoàn sang nà cơ kênh là cơ tuê bị sai. Chín thiên hoàn sang là tối hôm nay, tuê là đội, nà cơ tuê là đội nào. Cân nà cơ tuê là cùng với đội nào, bị sai là thi đấu. Như vậy tức là tối hôm nay đội nào thi đấu với đội nào vậy? Chín thiên quản sang, nà cơ tuê, cân nà cơ tuê, bị sai. Câu 459, Duyên nán tuê, cân thai của tuê, bị sai nản tuê của tuê bị sai Đội Việt Nam thi đấu với đội Thái Lan Thai của tuê là đội Thái Lan Câu 460 xa cơ thua phủ mà Thua phủ là thấp Khảo thua phủ là thi thấp Như vậy xa cơ duê là tháng sau Bạn có dự Sanh gia là tham gia tức là dự Bạn có dự cái kỳ thi thấp không Xa cơ dê nì sanh giá khảo tho phủ má Câu 461 Sanh giá <-tia> Quả gì chiến bao miệng là Sanh giá đây là tham dự hoặc là dự Thì tiếng Việt mình dịch là có Quả gì chiến bao miệng là Tôi đã ghi danh rồi Bao miễn là báo danh tức là ghi danh Tôi đã ghi danh rồi Quả gì chiến bao miệng là Câu 462 Trên <San> phân <-tia> hỡ thôn Hỡ thôn hay là hỡ thổn là hợp đồng trên Văn Hở Thôn là cái bản hợp đồng này, Xoan Phan là song phương tức là hai bên, Xoan Phan Chéng Tín là Mỹ rồi, Chéng Tín là ký kết như vậy bản hợp đồng này hai bên đã ký kết chưa vậy? Trên Văn Hở Thôn, Song Phương Chéng Tín là Mỹ rồi, Trên Văn Hở Thôn, Song Phương Chéng Tín là Mỹ rồi. Câu 463, Song Phương đã ký kết rồi, Song Phương đã ký kết rồi hai bên đã gì chính là đã sending lên là, là đã ký kết rồi câu 464 trăm sáu mươi to là quên là xin hỏi nín sâu to là anh nhận được của ta che, à, che tan tức là cái thư báo giá Nhiễn sô to của mình đã bao giá tan là mấy dầu tức là anh đã nhận được cái thư báo giá của chúng tôi chưa vậy? Bao giá tan là thư báo giá. Câu 465. Wo men yi jing sou dao la, xie xie ni. Wo men yi jing sou dao la, xie xie ni, yi jing la da. Sou dao là nhận được, như vậy là chúng tôi đã nhận được rồi. Xie ni, cảm ơn anh. Câu 466. Trợ sản phẩm tới giá là? cái sản phẩm này, cái loại sản phẩm này. Sản phẩm là sản phẩm. Trợ trùng sản phẩm tới giá cửa giá cửa là giá. Hoặc là giá cả, giá của cái sản phẩm này thay quê là mắc quá. Trợ trùng sản phẩm tới giá cỡ, thay quê là? Câu 467, nả lỷ à? Nã lì là đâu có Nã lì là bằng với nã có nghĩa là đâu Nã lì á đâu có chưa cái cha cửa thay tí là Trơ cái cha cửa thay tí là cái giá này là quá thấp rồi đấy Tí là thấp Thay tí là là quá thấp rồi Nã lì á trơ cơ cha cửa thay tí là Câu 468 Wò mến tả xoan miễn thiên quê cung sư khăn phiền gì và mình là chúng tôi dự định và là dự tính Miễn quê cung suy khan phiền một cái nơi nào đó chi Tức là nơi đó Như vậy quê cung chi Có nghĩa là đi đến quý công ty Khan là xem hàng mẫu Khở gì là được không Và miễn thiên quê cung suy khan phiền khở gì Câu 469, Tăng rảnh khở gì Tăng rảnh khởi Đương nhiên là được rồi. Miễn thiên sang ngủ chiếu tiền. Miễn thiên sang ngủ tiền. 9 giờ sáng ngày mai. ,我们派车去见你们.我们派车去见你们, chúng tôi điều xe đi đón các anh. Phai tức là điều xe. Yeah là để đi đón các anh. Câu 470. Câu lý trở lì duyền mà sang khu là cái kho kho hàng á xin hỏi quy công sư tờ sang khu kho hàng của quý công ty lý trở lì duyền mà tức là lý trở duyền mà cách đây có xa không tức là xa đây không chỉ quên quy công sư tờ sang khu lý trở lì duyền mà câu 471 trăm thai mươi mốt thai là không xa lắm khai chơi giao 10 phân khai giao 10 phân lái xe thì mất 10 phút thôi. Bố thai 10 Câu 472. Chin问 ,这种产品的过程怎么样? Chin问 ,这种产品的过程怎么样? Xin hỏi cái hai, cách của sản phẩm này quy cỡ là quy cách. Chủng sản phẩm Quy cách của sản phẩm này thế nào? câu 473 chuyển tầng dĩ xa chuyển tầng dĩ xa xin chờ cho một chút của mình tờ lì chính lì là giám đốc chuyên diễn bù lì tức là giám đốc kinh doanh của mình chuyên lì giám đốc kinh doanh của chúng tôi chú cao su niễn cao su niễn là sẽ cho anh biết và là sẽ báo cho anh biết chuyển tầng dĩ xa của mình tờ chuyên cao su nến. câu 474 chuyển quên quêung xứ n những tre hoa n tre xin hỏi quý công ty, khi nào thì có thể giao hàng những hoa câu 475 6月15号以前, 6月15号 là ngày 15 tháng 6 lưuê tức là trước ngày 15 tháng 6 Minh chúng tôi có thể giao hàng 我们就能交货.

duyên phê dỗ với cung sứ quản mà câu 477 trăm bảy mươi <laughs> cửa lý an cha cửa là giá fob tức là cái giá sản phẩm của mình chỉ giao đến cảng thôi chỉ giao đến cảng đi thôi chứ không có giao đến cảng đến wallman's cha cửa chúng tôi đây là cái giá fob ở những người làm công tác Kinh doanh với nước ngoài thì sẽ hiểu ngay giá FOB Sở dĩ duyên phê dỗ quê công sư lãi quản Sở gì là cho nên, duyên phê là phí vận chuyển Dỗ quê công sư lãi quản là do quý công ty lo Hoặc là do quý công ty chi trả Câu 478 lý là trong kỳ nghỉ 假期 chi không là kỳ nghỉ cha chi li là trong kỳ nghỉ lý tàxoan chom Bạn dự định làm gì củatàxoan Wǒ tôi dự định đi Đài Loan du lịch hoặc là đi du lịch Đài Loan câu 480 cha chi lì nǐ qua Cha chi lì là trong kỳ nghỉ Nì qua ta chẳng mấy gian Bạn trải qua thế nào Như vậy là bạn đã trải qua cái kỳ nghỉ như thế nào vậy Tức là có vui không, có buồn không, có bận rộn gì không Cha chi lì nì qua ta chẳng mấy gian Hòa hủy lào giá khan phu mù Qua ta hình dữ khoai Lào giá là quê hương, quê nhà Hòa hủy lào giá là tôi về quê Khăn phu mù là thăm bố mẹ Qua ta hình dữ khoai là trải qua rất là vui vẻ rất thoải mái thì mình dịch là có một cái kỳ nghỉ rất thoải mái và hủy lào cha khanh phu mụ của tờ hình dữ khoa câu 482 lý sản của ý anh sản của ý anh anh nghĩ rằng hoặc là anh thấy rằng ý kiến của tôi thế nào lý sản gì đó ý kiến, ý kiến ý là ý kiến Nín h hòa. Đời ý họ hẳn thời ý kiến của anh thật là hay đấy hoặc là rất hay đấy câu 484 tru nhiên, khoangầm là tiêu thụ Se sâu khoang là tình hình tiêu thụ tru chuyển khoangầm gần đây tình hình tiêu thụ thế nào tức là tình hình bán sản phẩm thế nào câu 485 Xeo sâu ở Ở là cái con số, cái số tiền á sâu ở thì mình dịch là doanh số bán Xeo sâu là tiêu thụ mà Cái số tiền tiêu thụ được Tức là doanh số bán á Bị sang cơ duyên có di tiền So với tháng trước Bị sang cơ duyên có di tiền là cao hơn một chút Như vậy mình dịch là doanh số bán Có tăng hơn tháng trước một chút Xeo sâu ở Bị sang cơ duyên có di tiền Câu 486 Câu 486 xiao <laughs> lũng Quá tà tiếng hoa lại nì cao bẻ Xiao lũng là bạn long Tiểu long gì đó Quá tà tiếng hoa lại tôi gọi điện thoại đến Xiang là muốn xiang ai đó cao bẻ Tức là tạm biệt từ giả người đó Xiang nì cao bẻ để từ giả bạn Để tạm biệt bạn Tức là trước khi mình đi đâu Mình gọi điện cho bạn bè người thân Thì mình nói vậy Quá tà tiếng hoa lại nì cao bẻ thì cái người bạn đó mới trả lời Tao nà gì hô Kể qua lại cái tiếng hoa bà Tao nà gì hô Sau khi đến đó Tao nà là đến đó Tao nà gì hô Sau khi đến đó Kể qua tại cái tiếng hoa bà Gọi một cuộc điện thoại cho tôi nhé Sau khi đến đó Gọi một cuộc điện thoại cho tôi nhé Tao nà gì hô Kể qua tại cái tiếng hoa bà Câu 488 Trơ chen sư, sư là việc, lượng từ của nó là chen. Như vậy một việc là dĩ chen sư, hai việc là lèn chen sư. Không có nói dĩ cơ sư, lèn cơ sư, chỗ này thay bằng cơ không được. Trơ chen sư là cái việc này. Tô mơ, liên rẫn xin phân à. Xin phân là hưng phấn, là phấn khởi. Liên rẫn xin phân là khiến cho người ta phấn khởi. Tô mơ, liên rẫn xin phân à. à khiến cho người ta phấn khởi làm sao tôi mơ về dịch làm sao Trơ chen sư tua mơ liên rịnh xuyên phân như vậy là có cái việc gì làm cho mình cảm thấy phấn khởi phấn khích cảm thấy vui mừng thì mình nói như vậy Trơ chen sư tua mơ liên rịnh xuyên phân câu bốn trăm tám mươi chín à quả hình phê phủ tha tuy à vâng quả hình phê phủ tha tôi rất khâm phục anh ấy như vậy tức là có một cái anh chàng nào đó đã đạt được một cái thành tích một cái kết quả gì rất là tốt rồi. Thì mình nói vậy Quả hình phê phủ thá Tôi rất khâm phục anh ấy Câu 490 Thiên số trơ sư bị sai Bị sai là Động từ là thi đấu Còn danh từ là cái cuộc thi đấu Hay là cái kỳ thi gì đó Trơ sư bị sai là lần thi đấu này Thiên số trơ sư bị sai Nghe nói lần thi đấu này Xèo quảng vô tửa là quan chuyên xèo quảng là tiểu vương vô tử là lại được quan chuyên là quán quân tức là được hạng nhất đấy như vậy nghe nói lần thi đấu này bạn vương lại giành được quán quân nữa vô đây có nghĩa là trước đây đã từng được quán quân rồi bây giờ lại giành được quán quân nữa thiên số trơ sư bị sai xèo quảng vô tử là quan chuyên trời sư tan rảnh là Trời sự đương nhiên là Điều này là đương nhiên rồi. Tôi biết năng lực của anh ấy mà, tức là cái người nghe cái người này mới nói là uh, điều đó là đương nhiên. Tôi biết năng lực của anh ấy có nghĩa là biết được là anh ấy nhất định sẽ đạt được quán quân. Câu 492 tớ là tý y, của quen nì tôi Nì tớ là tý y, tý là hạng nhất bạn được hạng nhất ví dụ như hạng nhất uh, trong cả lớp chẳng hạn uh, tớ là chuyển bantu y chuyển ti y tức là nhất lớp nì tớ là tí ý bạn đạt được hạng nhất bạn giành được hạng nhất quò quay nì là tôi vì bạn càng to treo ao mà cảm thấy tự hào tức là mình dịch là tôi cảm thấy tự hào về bạn quò quay nì càng to treo ao câu 493 trăm chín mươi ba cảm ơn bạn cảm ơn anh câu 494 trăm chín mươi bốn xin quên nỉ xin hỏi ở chỗ nào anh cảm thấy khó chịu về bù vu tức là không dễ chịu là khó chịu như vậy là bác sĩ thường hay hỏi bệnh nhân câu này nỉ bạn bị khó chịu chỗ nào vậy cũng có một cách hỏi khác là khi mà mình thấy ai đó có cái thể hiện bất thường mình cũng có thể hỏi là nỉ sầm á à lá, bạn sao thế nỉ sầm á à lá. câu 495 trăm chín mươi tu sửa thận tu sửa là cái bụng thận là đau và tu sửa thận tôi bị đau bụng đau đầu là thổ thận đau răng là giả thận đau lưng là giao thận đau chân là thùy thận cứ y về chúng ta ghép vô và đau lòng là xin thận câu 496 quảng hỗn dù sợ mơ khuân rào trên nìn á quảng hỗn là vương hồng tức là gọi bạn bè mình gọi trực tiếp cái tên cũng được dù sợ mơ là có việc gì dù sợ mơ là có việc gì Khuynh rào trên nìn á làm phiền lòng bạn vậy Khuynh rào tức là làm phiền lòng dù sợ mơ khuân rào trên nìn á có việc gì mà đang làm phiền lòng vậy tức là mình thấy cái người đó có vẻ như là mặt mũi nhăn nhó u sầu không vui thì mình có thể hỏi như vậy câu 497 mỹ dồ à đâu có trừ xưa chỉ là tai sản xem chỉ là đang suy nghĩ chỗ thiên tới xưa là cái chuyện của ngày hôm qua mỹ dồ à trừ sơ tai sản xem chỗ thiên tới xưa câu 498 trăm tuê trơ cơ duyê tờ chàng chiên màn y ma mà chàng chín là tiền thưởng Trời cơ duyên tờ chàng chín là tiền thưởng của tháng này Nì tuy trời cơ duyên tờ chàng chín Anh đối với cái tiền thưởng của tháng này á Màn gì mà Tức là có hài lòng không Thì là anh có hài lòng với khoản tiền thưởng của tháng này không Nì tuy trời cơ duyên tờ chàng chín Màn gì mà Bố thai màn gì Bố thai màn không hài lòng lắm Na phân xến Xến là tiền Na phân xén là cái khoản tiền đó. Bố câu mài y xoăn xẻ. Bố câu mài y xoăn không đủ mua một đôi giày nữa. Khoản tiền đó không đủ mua một đôi giày nữa. Bố thai màn y. Na phân xén. Bố câu mài y xoăn xẻ. Câu 500. Ní chầm mơ trở gian xe tiếng nè. Tức là có một cái người nào đó họ khẳng định về một cái sự việc gì rất là chắn chắn thì người kia nghe mới hỏi lại nỉ chầm mơ giang xe nè tại sao bạn lại xác định như vậy xe là xác định tại sao bạn xác định như vậy nỉ chầm mơ giang xe tiếng nè sư xin diện là tận mắt xin sầu là tận tay xin khổ là tự miệng của ai đó xin sân là tự bản thân của ai đó ghép từ xin ghép vào sư xin diện khan là tự mắt tôi tức là tôi tận mắt nhìn thấy Tán rảnh mỹ xoa đương nhiên là không sai được rồi sư và xin dèn khan gen tăng rảnh mỹ số và đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ hoa việt thông dụng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi